Xin chào tất cả quý vị và các bạn, mời các bạn xem thông tin cập nhật giá tôm ngày hôm nay. Trang thông tin thủy sản kính chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ và một ngày làm việc thật hiệu quả. Giá tôm thẻ nguyên liệu ướp đá kiểm kháng sinh ở khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau như sau: 25 con 156.000 đồng, 30 con 147.000 đồng, 40 con 123.000 đồng, 50 con 114.000 đồng, 60 con 107.000 đồng, 70 con 103.000 đồng, 80 con 98.000 đồng. Giá tôm thẻ oxy kiểm kháng sinh khu vực Long An như sau: 25 con 170.000 đồng, 30 con 158.000 đồng, 40 con 130.000 đồng, 50 con 122.000 đồng, 60 con 118.000 đồng, 70 con 114.000 đồng. Giá tôm thẻ oxy kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau như sau: 20 con 190.000 đồng, 25 con 163.000 đồng, 30 con 152.000 đồng, 40 con 128.000 đồng, 50 con 120.000 đồng, 60 con 115.000 đồng, 70 con 110.000 đồng.